bọng gì dày lắm, dày lắm, ngon, động cơ ngon luôn, còn xấu quá. Chị đã đăng clip cho ông coi chơi trước đi, rồi vài bữa đăng mấy clip sau. Lugin chạy lugin luôn không? Lugin luôn. Ờ. Cái này ông đấu cũng chưa tới nào ơi. Ông cái này nó hở. Lâu lâu mới gặp con hiếm hiếm vậy nè, tại vì quay mấy máy hiếm hiếm anh em phải không dục canh thôi nhớt rồi. Đây đồng cơ liền con các bạn ơi. Ngon. Thì tôi quay các bạn coi chơi anh em mình người máy thì mình coi. Chứ không có lấy cò nó bọng các bạn đâu, thì các bạn cứ điện các bạn mua được không mua kệ các bạn, chỉ là muốn mua các bạn đi coi máy. Tôi ở Vĩnh An Châu Thành à. Dạ đây con này là 82 đồ còn liền nha, cái này được giá là ông chú bán nha anh em. Nữa tôi để số điện thoại ông lên rồi ai mua tôi điện cho ông, được giá thì bán mình khỏi nói giá phải không. Đồ còn liền bon không lẽ bán hiếu. Đây anh em gặp con máy này được giá là bán nè, 82 đồ liền, sơn sơn bọng gì dày lắm, dày lắm, ngon, động cơ ngon luôn, còn xấu quá. Đây coi gần luôn, quay anh em coi cận cảnh đồ chơi. Thì mình sẽ đẩy số điện thoại của ông lên trên ấy nha, gần gin, gần gin, gần lá, gần siêu dài, lứa chân ma thì anh em mới thấy rồi. Có cái kênh tôi bấm vô miền tay máy lên YouTube, bấm vô miền tay máy là ấy à, bấm vô lên YouTube á. Bên miền tay máy cứ bấm vô miền tay máy viết liền không dấu là gặp nữa. Chị ra tôi đăng lên clip cho ông coi chơi trước đi, rồi vài bữa đăng mấy clip sau. Đây anh em ơi, đồ liền bon, sườn bọng còn liền nè. Máy bọng bọng là còn ghim hết phải không? Ghim cho hả? Ừ, quay cho anh em ta coi, người ta có mua đồ quay kỹ. À. 6 triệu gửi ha. Nó hơi cũ rồi tôi bỏ. Đồ liền bon. Ghim còn ghim. Lắc này nè. Đó, phải hơi hơi chứ. Cái này sư phụ về hàng ngóc đây nè. Lấy cái mặt đạn cũ này đóng chặn tấp vô, cứng như sắt luôn. Ngờ. Tôi cũng mới chế vậy đó, nó cứ nhắc không kêu luôn. Chạy không có phá qua cái đó luôn. 93 sao nữa làm nó bự. Đây hàm 95. 93 đặt hàm này chạy ok luôn. Ờ 93 nó gần nó 3 tấm lứ nó chạy thằng này là ngon. Cái 93 nó cũng ra hàm không lớn tức. Hàm nó cái hàm của nó lớn hơn 70 như con tắc à. Ừ. Nó 2 nó 2m 18 còn 70 2m 075. Nó lớn hơn con tắc như có con lử. Ờ. Ông Phú nội 95 như ra hàm S chạy đụng mẹ trên dắt giòn hỏi đó ngày hôm nay không. Còn ông nội 95 thì ông ra cái hàm bự chà bá mà cái gần cục ngánh nè. Cái gần xíu. Kỹ sư kỳ cục hả? Đây hộp số còn liền. Số này gã vô cho bộ chưa phải không? Chưa. Số còn ghiên. Ghiên luôn phải không? Sơn còn luôn nào ơi. Mua đi ghiên chạy luôn ghiên luôn phải không? Ghiên luôn. Ờ. Cái này ông đấu cũng chưa tới nào ơi. Ông cái này nó hở nhiều, ông lại quạt gió vô trong cái mô ly đó là chơi quạt mát cái bơm luôn. Đó cái mô ly sẵn đó hở từ gặp trăm năm nó chế vậy đó. Nó hở nhiều cái nó chơi cái mô ly. Ngang cơ đấy. Ờ trăm năm chơi đồ kia nó cũng đâu có lẹ gì đâu phải không? Nó đâu có lẹ gì đâu. Trăm năm nó hay cái đó nhà nó bên sườn quay. Trăm năm hay nhờ nó bên sườn. Rồi sơn rồi mới chát các bạn ơi. Đồ lạc còn liền bon nha. Giống máy bảy màu chứ thấy gì quá trời nhiều màu luôn nè. Máy này gọi máy bảy màu luôn rồi.
Lâu lâu mới gặp con hiếm hiếm gì nè, tại vì quay mấy máy hiếm hiếm anh em ta coi. Trời binh rồi. Bảo đảm lần này ra đụng cái like cho mày. Còn hôm bên bên gì đó hả? Coi bên mấy mấy à, có mấy mấy máy 60 nó làm lại đó phải không? Hả? Còn mấy chiếc 60 của mấy thằng đó làm lại làm giống nó gì đó phải không? 60 70. Ờ. Ở đây ông ở đây là như ông vùng An Giang này đâu ai làm ba vùng này không nội. Yếu chạy ra lúa. Ừ. Còn này động cơ nó mạnh. Đúng rồi. Heo như này không bán nhiêu vừa nè, không biết bao nhiêu luôn, không biết bao nhiêu. Anh em cho giá ha. Ừ. Rồi ok giá. Ừ, thận nghe ủa châu hay rồi có được giá bán còn được thôi. Cái động cơ ừ. Chạy là đủ tôi kỹ lắm, chạy là đủ chỉ cũng 30 can thôi nhất rồi. Ai động cơ liền con coi sơ sơ vậy tôi quay chơi thôi, anh em bán được không được thôi cậy chứ tôi không biết đâu nha. Quay như đăng vui vậy, ai coi dược thì mua. Ờ, được giá mới bán chứ không phải là muốn bán đâu nha các bạn. Đúng rồi. Được giá nếu vừa hận giá thì mới bán nha. Đây thằng ông. Thằng ông lỗ còn đã nữa. Thằng ông này đổi thằng ông phải không? Chưa. Ghiên luôn. Còn ông ghiên sao lỗ hơi, tép hơi vậy? Tên nói vậy đó. Đây là đời 2016 phải không? Ừ. Còn cái đời kia, cái đời nào đó mà nó dậy bịch ra. Không gành mấy con ma này, tôi lại gì đó giờ tôi làm chịu cu tao mà. Cu ta thấy cu ta dịu, cu ma rất chịu. Bồ quá bự. Có ở dụng gian này tôi vậy có mình tôi nấu ngay là nấu. Ừ. Để biết như cho. Đây, đẹp các bạn. Nãy giờ mình nói chuyện rồi, tâm sự anh em rồi các bạn ơi. Rồi, được giá thì sư phụ này bán nha, chạy đồ các bạn nghe em luôn. Thì ngon lắm. Cái hàm chạy mương chạy bọng gì chạy dòng thận luôn các bạn, hàm quá to rồi, đâu có sợ gì nữa nè, thấy không? Đó, chạy mương chạy dòng thuận luôn nè. Mà nó còn ló bên hông nữa nè, ghê chưa? Đó nè. Ló ra nè các bạn. Ló ra cái 4 tam tắc à. Bây giờ chạy ganh nó sạch các bạn ơi, khỏi cần thuận vọng gì cơ mà chạy láng hết. Còn này nó rồi anh 40 công, nãy vừa nói chuyện vừa chạy vừa đợi vừa kéo á. Ngày nếu mà đắt dây ngày chạy 70 được các bạn ơi. À, tại hàm bự á. Đang chạy là mulligan. Đồ xương bánh đồ còn ghim chưa lên, chưa chích bọng gì hết trơn. Cái này mình chích thêm cái tại không có ra lúa nha. Chích cái bánh 8 lần ủa chích cái muli cỡ tắc 2 năm chạy vừa các bạn. Giọt. Đó, hơi nặng đó. Máy các bạn nghe tè tè đã chưa? Con cơ đã quá. Đó thì mình quay các bạn tham khảo ha, rồi tốc độ nó chạy rồi ấy, rồi mình có để số điện thoại lên trên đầu ha, rồi các bạn muốn mua thì điện liên lạc nha. Thì mà con máy này vừa không có ông chủ này không biết giá sao thì các bạn coi sao vừa, thì cứ điện thoải mái, điện bình thường thì được, mình mua không được thì thôi không có gì, mình tôi quay cho các bạn coi chơi thôi, tôi không có lấy cò nó bọng gì, quay với các bạn tham khảo thôi. Con máy này thấy nó đẹp, binh cũng được, nó binh ok đó các bạn, thì nó binh thì thấy nó ngon, thì tôi quay các bạn coi chơi anh em mình ngày máy thì mình coi, chứ không có lấy cò bọng các bạn đâu, thì các bạn cứ điện các bạn mua được không mua thì kệ các bạn, chỉ cần muốn mua các bạn đi coi máy thì đã xuống hỏi các bạn cứ điện liên lạc nha. Thì quay sơ sơ các bạn thôi chứ máy móc rồi quay thì cũng đâu có bằng mình đi coi, thì chắc này mình quay chạy các bạn coi nó ngọt chưa nè, thấy không? Quá ngọt chưa? Bật gió thì ba cái, hai cái trên mui với cái bên hông với cái hốc bụi, chân ma
thằng ma này 7 màu các bạn ơi, quá màu. Đẹp không? Đã lắm các bạn, máy này nói chung là các bạn lại gần, nói lại gần mình chạy cũng không có gì trên, cũng bình thường. Đã vô rồi. Quá làm đó, coi chưa? Nói các bạn nghe tiếng xe máy nó chưa? Rồi. Để mình quay các bạn coi như là mình quay cái máy rồi, giờ mình quay nó chạy rồi các bạn coi hơi máy, hơi móc gì của nó đó đó. Thấy không? Bụi ra lúa thì không ra, mình có coi rồi thì giật hoài cũng kỳ, giật hoài cái ấy không có ra đâu, thiệt. Tại cái lúa này hắc queo các bạn. Cái này không có 15 16 bao lúa, không bao giờ ra. Còn hết video ở đây nha. Cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like subscribe cái kênh để ủng hộ mình nha các bạn.